thích ngồi ngắm cửa pháp tòa, hiềm gì chữ nghĩa nhạt nhòa căng cơ. Truyện kể rằng, Udayi là vị sư già ít học, ít có duyên với sách vở chữ nghĩa, nhưng lại thích ra vẻ bệ vệ kiểu cách với đồng môn pháp lữ, nhất là với người lạ. Một hôm, sau thời quán niệm, các bậc trưởng lão rời khỏi chánh điện, Udayi ở lại và lên ngồi trên pháp tòa theo tư thế của một pháp sư đang diễn thuyết. Bây giờ, có một số du tăng đến hầu thăm Đức Thế Tôn, thấy Udayi ngồi quy nghi trên pháp tòa, trông ra dáng quảng học đa văn, quán thông kinh điển, bèn nghĩ, đây hẳn là đại lão pháp sư, may quá. Họ cung kính đảnh lễ Udayi và thưa, kính bạch pháp sư, hôm nay chúng con có chút duyên lành được gặp pháp sư, xin pháp sư từ bi chỉ dạy cho chúng con một số vướng mắc về Phật pháp. Mấy vị cứ hỏi, biết đâu nói đó, miễn khách sao? Dạ, thưa pháp sư, lâu nay chúng con học tập kinh văn, nhưng chưa hiểu rõ thế nào là ngũ uẩn giai không và tứ đại phù trì. Con vậy mà cũng hỏi, ngũ uẩn giai không là năm uẩn đều không, tứ đại phù trì là bốn đại dữ giúp. Sao đơn giản vậy, thưa pháp sư? Theo giáo lý chúng con học, thì ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là hình sắc, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Năm yếu tố này hoàn toàn lệ thuộc các điều kiện thời gian và không gian. Chúng không có thực tánh, không hiện hữu độc lập, nên gọi là không. Còn tứ đại là đất, nước, gió, lửa, tức là bốn nguyên tố rắn, lỏng, khí, nhiệt vận hành trong mỗi cá thể chúng sanh. Ngũ uẩn và tứ đại hỗ tương duyên hợp với lục căn lục trần mà hoạt dụng tương tục theo dạng giả danh nên gọi là không. Udayi gõ gõ ngón tay trỏ xuống thành pháp tòa, nói, Hiện tại, cái quyền áo của pháp sư là ở chỗ đó, khơi gợi cho ý thức tham vấn bùng vỡ đúng lúc. Thưa pháp sư, chúng con còn một mối nghi nữa. Tự nhiên. Thế nào là quán tứ niệm xứ? Chà, thấy các sự thông thái quá mà còn hỏi chi nữa. Chúng còn muốn lĩnh thọ thâm ý, kiến giải của pháp sư. Vậy là các ngươi muốn đố ta, muốn chơi ta hả? Dạ, không dám. Chúng con thật sự muốn cầu học, xin pháp sư hoan hỷ. Ừ, vậy thì được. Nhưng trước hết ta muốn thấy sự hiểu biết của quý vị, hãy trình bày cho ta xem. Thưa pháp sư, theo chúng con biết, thì quán tứ niệm xứ là quán niệm suy xét về bốn lĩnh vực hay đối tượng cơ bản, tiên quyết cho cuộc hành trình của người xuất gia tu hạnh giải thoát. Đó là, thứ nhất, quán thân bất tịnh, quán sát sâu sắc để thấy rõ căn thân là một tổ hợp không trong sạch, nói cách khác là bẩn thỉu. Thứ hai, quán thọ thị khổ, chiêm nghiệm tận cùng để thấy mọi cảm thọ vui buồn đều khổ. Nói chung, nhận lãnh sắc thân và nhu cầu sinh hoạt là đương đầu với vô vàn khổ lụy. Thứ ba, quán tâm vô thường, soi rọi tinh tế để thấy tâm tư mái động, luồn lách vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã, rà xét toàn triệt để thấy các pháp hữu di vô di, tức là đối tượng của nhận thức đều do duyên sanh, không có tự tánh, hoàn toàn vô ngã. Quán niệm và ngộ đạt tứ niệm xứ sẽ giúp hành giả vững bước trên lộ trình thẳng đến mục tiêu thánh đạo. Hay, cái bí quyết ưu việt của pháp sư là vậy đó, khơi gợi cho tinh hoa phát tiết, ghi dân tự tiêu. Này, chúng tôi nói cho sư biết nghe, chúng tôi đang tạo cơ duyên cho sư nhìn lại chính sư đó. Lâu nay nghe nói ở Kỳ Viên có một sư sống lâu lên lão làng, tu học phức phơ mà hành xử bệ vệ, nếu không muốn nói là hợm hĩnh, thích làm thầy thiên hạ mà hiếm khi đụng đến sách đèn kinh điển.
sư biết pháp tòa đó dành cho ai không? Thế Tôn và đại chúng từ bi hỷ xả cho sư nhiều lắm rồi đó. Ông kìa, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã mà lại. Một sư trẻ trong nhóm nói nhỏ. Đừng nói với ông ấy nữa, kẹt bướng, phạm thượng. Vậy mà cũng sên sang y áo ra vào thiền môn. Thế Tôn hiền quá. Sau đó, họ cùng nhau đến đảnh lễ, vấn an Đức Thế Tôn và thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, vừa rồi chúng con thấy một trưởng lão ngồi chễm chệ trên pháp tòa. Té ra, sư không những mù mờ về Phật Pháp, mà còn ngang bướng về ngôn hạnh. Vậy đó, sư quản tạo đó, sư tạo ra nhiều dáng nhiều vẻ lắm. Đại chúng trách hoài, mà sư chứng nào tật nấy. Giai do tập khí trì độn mà ra. Đúng là thân người khó được, Phật Pháp khó thông, chúng sanh khó độ. Hy vọng từ từ rồi thầy ấy sẽ sáng láng và nhuần nhuyễn ra. Thế Tôn cười chúm chím, nói và đọc kệ: Kẻ ngu giàu trọn đời, thân cận với người trí, cũng không hiểu pháp gì, như muỗng trong nồi canh.